Vì sao bị chóng mặt, buồn nôn khi làm việc ngoài trời nắng? Bạn đọc đặt câu hỏi. Chào bác sĩ, mẹ của em năm nay 52 tuổi, mẹ thường xuyên chóng mặt, buồn nôn, thấy choáng khi làm việc ngoài trời nắng. Những dấu hiệu này liệu có bệnh gì nguy hiểm hay không? Và nếu vào bệnh viện khám thì cần tới chuyên khoa nào và khám những gì? Bạn thân mến, về câu hỏi này, được bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Thị Lan Hương tư vấn như sau. Tình trạng chóng mặt buồn nôn khi làm việc ngoài trời nắng có thể do nhiều nguyên nhân như rối loạn điện giải, thiếu nước, hạ đường huyết, giãn mạch quá mức, cũng có khi do bệnh lý như thiếu máu, thiểu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình. Việc xử lý tạm thời lúc đó chắc chắn là kiếm chỗ mát ngồi nghỉ ngơi, nới bỏ áo, uống nước khoáng. Sau đó tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện để kiểm tra thêm, đăng ký khám tại phòng khám nội tổng quát hay chuyên khoa tim mạch hay chuyên khoa nội thần kinh đều được. Các bác sĩ sẽ thăm khám ban đầu và đưa ra các chỉ định xét nghiệm kiểm tra tổng quát cho mẹ của bạn để tầm soát nguy cơ tim mạch và đột quỵ não là rất quan trọng bạn nhé. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.